Hello, xin kính chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày 14 tháng 5 năm 2023. Hiện tại thì Nick đang có mặt ở ga đến quốc tế Sân bay Tân Sơn Nhất. Tối hôm nay tình hình các chuyến bay như thế nào? Nick tiếp tục quay review chia sẻ những hình ảnh thực tế tại sân bay Tân Sơn Nhất cho quý cô bác, anh chị và các bạn cùng xem luôn nhé. Bây giờ đã là 21:37 và trên bảng điện tử thì Nick thấy là chuyến bay đến từ Sydney của hãng hàng không Jetstar đã hạ cánh lúc 21:05. Chuyến bay đến từ Seoul, Hàn Quốc của hàng không Vietnam Airlines liên kết với Korean Air đã hạ cánh lúc 20:45. Chuyến bay đến từ Đài Bắc, Đài Loan của hãng hàng không Vietjet đã delay tới 21:45 thay vì dự kiến hạ cánh lúc 21:25. Chuyến bay đến từ sân bay Haneda, Tokyo, Nhật Bản của hãng hàng không All Nippon Airways liên kết với Vietnam Airlines và United Airlines cũng delay tới 21:40 thay vì dự kiến đáp lúc 21:25. Chuyến bay đến từ sân bay Narita, Tokyo, Nhật Bản của hàng không Japan Airlines cũng đã delay tới 22:15 thay vì dự kiến đáp lúc 21:55. Và tiếp theo sau đó sẽ còn nhiều chuyến bay đến từ Đài Bắc, Đài Loan rồi đến từ Seoul, Hàn Quốc sẽ hạ cánh trong buổi tối và khuya cũng như là rạng sáng của ngày hôm sau. Sân bay Tân Sơn Nhất thì buổi tối hôm nay Nick cũng thấy là giờ này bắt đầu đã đông người, đặc biệt là những người đi đón người thân từ phương xa, từ nước ngoài trở về, nhất là ở từ Mỹ và Canada về trong những cái các chuyến bay đêm của buổi tối. Khu vực đầu tiên Nick sẽ review đó là đứng bên cột số 9 lối ra hướng tay phải đây. Đây là đội phi công của hãng hàng không Jetstar đến từ Sydney, nước Úc nè. Ở khu vực này thì thường sẽ thấy được các đoàn phi công cũng như là tiếp viên của các hãng hàng không đi ra, bởi vì là thường nhân viên của các khách sạn sẽ đón đi vào hướng này. Xe sẽ đổ thường là cây cột số 13, 14 hoặc 15 để đón các đoàn tiếp viên và phi công. Ngồi đi chờ thời ông nội để tôi làm nè, buổi sáng. Wow, thấy bánh mì ngon quá chừng luôn. Mấy cô rất là vô tư luôn nè, ngồi ngay góc cột gần lối ra. Bây giờ có cái tấm thớt rồi sắt chả lụa rồi dưa leo, rau ngò, dưa chua gì. Bánh mì Nick thấy mang theo khá là nhiều nha. Thấy cũng khá là vui nè. Ai đi ngang cũng thấy thòm thèm. Các cô thì quen ngồi chùm hổm, là Nick hỏi thông tin thì biết đây là một nhóm gia đình ở dưới Gò Công, Tiền Giang lên đón người thân là từ Mỹ về. Chuyến bay dự kiến là khoảng 11 giờ đêm nha. Và trong lúc chờ còn khá là sớm nè. Lên tới đây thì đói bụng rồi, mà trong sân bay thì đồ ăn thức uống rất là đắt nên mang theo đồ để đi ăn. Ở đây tiếp tục là tiếp viên của hãng hàng không Jetstar đến từ Sydney, nước Úc. Trên đồng phục thì Nick thấy là có logo của hãng này nè, nên nhìn nhận dễ biết được. Đứng gần nên là Nick nghe rất là rõ mấy cô ở Gò Công ăn bánh mì mà cũng đùa rất là vui với nhau. Mới đầu thì một cô bảo là bán cho mỗi người ổ 5.000 đó, rẻ lắm. Chứ ở đây ở sân bay mà mua ổ bánh mì này phải từ 20-30.000 trở lên. Sau một lát nữa chú kia thì tới bảo là lần trước là chú ăn thử một tô phở ở trong sân bay á, hỏi mọi người là biết bao nhiêu không? Ai cũng đoán là 50-60.000, nhưng mà chú nói phở trong đây lên tới 100.000 lận. Mọi người hết hồn té ngửa luôn.
Nhìn các cô thì rất là vô tư, mấy chú nữa dưới quê lên, nhưng mà ngồi bệt chứ ăn là chỉ có kiểu dưới quê thôi, chứ còn người ở thành thị là ngồi không nổi kiểu ngồi bệt đó đâu mọi người. Cho nên là nít biết được đa số những người ở phương xa nè, đi đón người thân từ nước ngoài trở về thì lên rất là sớm, và nhìn những hình ảnh đôi khi là rất là dễ thương. Tuy nhiên là có những lúc mà quá đông mà trời nóng nữa, chờ mòn mỏi thì thấy cũng rất là tội nghiệp nha, đặc biệt là những người lớn tuổi hoặc là những ai mang theo con nhỏ đó. Chúng ta biết cái thời gian đi đường thì thường mọi người sẽ phòng và đi sớm hơn dự kiến, trước có thể là vài tiếng luôn. Rồi chưa kể là cái thời gian mà mới bài đáp thì đôi khi là bị delay, ngồi chờ cũng thêm một vài tiếng nữa, rất là cực khổ. Đi đón người thân mà ở tỉnh lên thì bao giờ phải tranh thủ đi sớm không ạ, sợ kẹt xe, sợ này sợ kia, cho nên là nhìn những cái cảnh đó rất là đáng thương luôn nha. Đôi lúc thì Nick thấy có những cái chuyến bay đêm mới khuya mà người đi đón á là ngã gục xuống trên ghế, ngồi chờ riết vì chịu không nổi đó, rồi ngủ gật gù, rồi dựa cột hay là dựa tường, nhưng mà gật gù rồi chờ, rồi một lát nữa sợ là người thân đến đi ra lúc nào không hay, đón không được, sợ là người thân hoảng, sợ là người thân tìm kiếm rồi không đón được mình đó. Cho nên là mọi người hay lo lắng lắm, để thấy cũng hiểu và cũng rất là đáng thương, nhất là mấy cô bác lớn tuổi ở miền quê lên nè. Bây giờ thì Nick di chuyển ra ở phía giữa nha, giữa cột số 8 và số 9, nhìn trực diện lối ra của tất cả mọi người. Ở đây thì có thể nhìn thấy được tất cả những ai từ bên trong đi ra. Tuy nhiên thì chỗ này thường là ánh đèn bị ngược do cái bảng quảng cáo phía trước từ trong ra đó dội ra, cho nên là camera quay ngược thường là nó sẽ hơi bị tối một tí nha các bác anh chị nha. Nếu mà Nick nghiêng qua phải hoặc qua trái nhìn những ánh đèn từ xa thì nó sẽ sáng đẹp, nhưng quay trở lại chính giữa thì nó có thể là bị ngược sáng. Bây giờ thì bắt đầu Nick thấy là đông người hơn khi nãy rồi, và mọi người bắt đầu tràn ra hai bên của lối ra, đứng phía ngoài chờ đợi đón người thân nè. Thông thường thì ai cũng mong là đón được người thân, cho nên là hay nhấp nhổm và thấy bên trong đông đông đi ra thì là chạy vào cái lối này để mong muốn là tìm thấy người thân sớm nhất và đón được ra nhanh gọn lẹ. Tuy nhiên thì đôi lúc mà mọi người quá vô tư, không nghĩ đến là phía xung quanh còn có những người khác ngồi chờ đón nữa, cho nên là lâu lâu thì cũng có mấy anh bảo vệ, khi nào đông quá, chật chội quá thì sẽ ra là yêu cầu mà còn của bác mình trở về vị trí đúng theo quy định thôi. Còn bây giờ thì không có ai, cho nên mọi người cũng vô tư ra đứng ở hai bên lối ra nha. Đây như là Nick đã nói, ánh đèn nó hơi bị ngược cho nên là quay trực diện thì nó hơi bị tối một tí nè. Quý cô bác anh chị và các bạn thân mến, gần đây thì Nick có nhận được một câu hỏi là nghe nói ở sân bay Tân Sơn Nhất có trang bị máy scan passport là máy quét hộ chiếu giống như ở nước ngoài, thực hư là như thế nào, nếu Nick có thông tin vui lòng cho biết. Thì thưa cô bác anh chị và các bạn, để trả lời câu hỏi này thì xin thưa rằng là ngày mà Nick mới nhập cảnh gần đây tại sân bay Tân Sơn Nhất, khi bay từ Hà Lan chỗ sân bay Amsterdam về, thì khi mà nhập cảnh ở sân bay Tân Sơn Nhất, Nick có nhìn thấy hệ thống máy scan này được đặt tại sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên thì những cái máy được đặt ở đây
vẫn chưa đưa vào sử dụng. Theo thông tin mà Nick tìm hiểu thì máy scan passport đó, giống như là những nước phương Tây ở châu Âu hay là Úc hay Mỹ hay là Singapore, bây giờ là nhiều nước sử dụng rồi, thì chỉ cần là đặt hộ chiếu lên web qua cái máy này và không cần phải đóng dấu mộc vào hộ chiếu nữa, cũng như là không phải thông qua nhân viên của tại cửa khẩu mà làm trực tiếp với máy thôi. Máy đọc xong là ok, sẽ mở cửa và chúng ta sẽ đi qua dễ dàng, không cần phải trình thủ tục passport đóng mộc này kia nọ nha. Tuy nhiên thì máy mà Nick thấy tại sân bay Tân Sơn Nhất á, nó nằm ở bên góc trái ở khu vực nhập cảnh, và phía nhập cảnh thì có 5 máy trang bị, còn ở khu vực mà xuất cảnh khi đi thì Nick cũng thấy là có 5 cái máy này đã để ở đó rồi, nhưng mà đều là đang phủ bạc, chưa có gỡ ra, chưa đưa vào sử dụng nha. Theo tìm hiểu thì Nick biết đó là những cái máy này được nhập khẩu từ châu Âu về và lắp đặt tại ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất hồi từ đầu năm nay lận, và hiện tại thì đang vẫn còn phải chờ. Lý do tại sao chờ mà chưa vào đưa vào sử dụng đó là vì hộ chiếu Việt Nam á, dự kiến là sẽ đổi hộ chiếu mới có gắn chip, sẽ đồng bộ được tất cả các thông tin trên hộ chiếu và máy sẽ đọc dễ dàng. Tuy nhiên thì hiện tại Việt Nam mới có là thay đổi hộ chiếu gắn con chip hồi tháng 3 thôi. Cho tới nay thì còn rất là nhiều là hộ chiếu chưa có đồng bộ thông tin được. Do đó thì máy này để scan passport, để quét thấy hộ chiếu đó thì vẫn chưa có thể đưa vào sử dụng. Và dự kiến ban đầu thì máy scan này chỉ là áp dụng cho hộ chiếu Việt Nam, những người Việt Nam đi công tác nước ngoài, đi chơi nước ngoài về, hoặc là các cô bác anh chị mình vẫn còn quốc tịch Việt Nam á, sử dụng hộ chiếu Việt Nam á, khi nhập cảnh xuất cảnh thì mới dùng cái máy scan passport này được mà thôi. Hiện tại khi mà áp dụng thì chỉ dành cho hộ chiếu Việt Nam, chưa dành cho hộ chiếu nước ngoài. Do đó thì những cô bác anh chị mình mà chỉ có quốc tịch nước ngoài, mang hộ chiếu nước ngoài đó, thì sắp tới khi mà đưa những cái máy quét này vào sử dụng vẫn không sử dụng được nha. Vẫn phải đi qua chỗ nhân viên của cửa khẩu, là chỗ xuất hoặc là nhập cảnh đó, để trình hộ chiếu và vẫn còn đóng mộc để nhập cảnh vào Việt Nam cũng như là xuất cảnh. Khi nào mà hệ thống máy làm việc ổn định, đầu tiên là ưu tiên cho người Việt thôi, sau đó thì mới mở rộng dần về sau dành cho người mang hộ chiếu nước ngoài. Và vấn đề là người mang hộ chiếu nước ngoài có thể dùng thì quét cái máy này khi xuất cảnh ra khỏi Việt Nam thôi, còn về nhập cảnh là Nick không thấy đề cập đến vấn đề này nha. Nhập cảnh đối với người mang hộ chiếu nước ngoài, dù là máy scan passport này có áp dụng nhưng vẫn không áp dụng cho người mang hộ chiếu nước ngoài nha. Nhập cảnh vẫn phải đến khu vực là có nhân viên immigration á, chỗ đó thì có nhân viên nhập cảnh làm thủ tục là chúng ta đưa hộ chiếu, trình hộ chiếu và đóng mộc vào Việt Nam. Còn mà khi ra thì có thể sau này sẽ không cần phải qua chỗ nhân viên xuất cảnh nữa, mà là đến cái máy đó để làm thủ tục và quét máy rồi xong rồi đi ra luôn, đến cửa chờ lên máy bay. Mà đó là chuyện của tương lai nha. Còn hiện tại thì những cái máy này đã được trang bị rồi, Nick có thấy tại sân bay nhưng chưa đưa vào sử dụng. Và khi nào đưa vào sử dụng thì thực tế vẫn còn phải chờ thôi. Và Nick nghĩ là chắc cũng còn hơi lâu vì thông tin về hộ chiếu nè, đang còn chờ để đồng bộ. Ngoài ra những cái hộ chiếu mà không có gắn con chip mà còn giá trị thời hạn lâu dài đó, thì làm sao để quét được cái máy này thì phải đăng ký thủ công. Đăng ký thủ công là như thế nào? Thì trên báo chí cũng có đưa thông tin này để mọi người nắm, đó là phải đăng ký tại chỗ sân bay đó, là khi mà chúng ta xuất cảnh hoặc là nhập cảnh đăng ký cái dấu vân tay tại đó, rồi khi mà máy nhận diện được rồi lúc đó chúng ta mới dùng cái hộ chiếu đó scan được và dùng dấu vân tay để làm thủ tục tại máy. Còn nếu không có dấu vân tay lấy được ở trước thì cũng khó để sử dụng được cái máy scan passport này. Tóm lại là vẫn phải chờ thời gian sắp tới nha. Khi nào có được thông tin mới hơn
và được sử dụng cái hệ thống máy scan passport thì Nick cũng sẽ thông tin lại cho quý cô bác anh chị mình cùng nắm thêm nhé. Ở đây có hai anh phi công và tiếp viên hàng không. Trong cái bộ trang phục này thì Nick thấy là cũng giống của Campuchia hoặc là của Lào. Tuy nhiên thì trên bản điện tử thì Nick thấy tối nay có chuyến bay của hãng hàng không Cambodia Angkor Air sẽ hạ cánh nè. Do vậy thì chắc là tiếp viên của hãng hàng không này rồi, của Campuchia nha. Bây giờ là có rất là nhiều hãng bay lạ của nhiều nước nữa với nhiều trang phục rất là mới lạ, Nick cũng không nhận diện được hết các hãng luôn. Nhiều khi là thấy tiếp viên có những trang phục đó thì không biết là của hãng nào. Bởi vì bên Hàn Quốc nè, có thêm một số hãng mới bay qua Việt Nam. Rồi Đài Loan gần đây có hãng Starless cũng bay qua Việt Nam nè. Rồi bên Trung Quốc cũng có một số hãng bay mới. Rồi bên Thái Lan nữa cũng có một vài hãng lạ lạ. Gần đây nhiều hãng lạ lắm. Mà tiếp viên hàng không có đồng phục kiểu mới lạ đó thì thật sự là Nick cũng chưa từng đi nên cũng không biết rõ luôn. Cho nên là cô bác anh chị mình nếu mà có nhìn ra được những trang phục của các tiếp viên của một số hãng đó, nếu thấy được thì có thể là cho mọi người biết thêm thông tin nhé. Cảm ơn rất là nhiều. Quý cô bác anh chị và các bạn thân mến, nhân dịp nói về một số hãng hàng không mới đã bay tới Việt Nam gần đây thì cũng có câu hỏi đã hỏi Nick rằng là hãng hàng không Starless có đường bay từ Mỹ về Việt Nam thì đó là hãng nào và dịch vụ ra sao. Thì xin thưa là hãng hàng không Starless theo Nick biết đó là đây là hãng hàng không của Đài Loan, quá cảnh tại sân bay Đào Viên của Đài Loan nha. Hãng này sẽ có đường bay xuất phát từ Đài Loan và chỉ mới mở gần đây thôi. Và hiện tại thì đã có những đường bay đến là Sài Gòn, nè, đến Đà Nẵng và đến Hà Nội luôn. Do đó thì cũng khá là thuận tiện. Trong tháng 4 năm 2023 vừa rồi thì hãng này đã mở đường bay tới Bắc Mỹ, là tới Mỹ, nè, đặc biệt là tới Los Angeles. Do đó thì cô bác anh chị mình, ngoài hai hãng hàng không chính thống của Đài Loan như là hãng EVA thì đã nổi tiếng nhiều năm đối với cộng đồng người Việt tại Mỹ, tại Canada rồi. Rất là nhiều người sử dụng hãng này nha, cho tới hiện giờ thì vẫn còn đang rất là đông người sử dụng hãng EVA. Ngoài ra thì hãng China Airlines của Đài Loan cũng rất là nhiều bà con cô bác mình sử dụng vào những dịp mà hãng EVA hết vé nè, hay là vào mùa cao điểm đó, mọi người thích quán cảnh Đài Loan thì đi hai hãng này, EVA hoặc là China Airlines. Hiện giờ thì đã có thêm hãng mới là Starless. Do vậy thì nếu mà cô bác anh chị mình không book được vé của EVA hoặc China Airlines thì chúng ta thử đi hãng hàng không Starless này nhé. Hãng hàng không Starless do mới thì còn có những chương trình là giá vé khuyến mãi nè, giá vé còn rẻ, tương đối là thấp hơn của EVA và China Airlines. Do vậy thì trong thời gian sắp tới đây, cô bác anh chị mình ở Mỹ, đặc biệt là tại LA, Los Angeles, chúng ta có thêm đường bay này, có thể trải nghiệm thử nha. Mà theo Nick nghe thông tin thì hãng mới nên phục vụ khá là ok. Và ghế ngồi thì đa số là những chiếc máy bay lớn, và do bay đường dài thì chúng ta vẫn yên tâm về những cái máy bay mới và
bự thôi, cũng là những hàng ghế giống như những hãng hàng không khác, thì chúng ta yên tâm. Và giá vé thì đang mềm hơn như vậy, thử book trên hãng này đi và trải nghiệm, chia sẻ cho những người khác cùng biết nhé. Hãng hàng không Starlet của Đài Loan hiện giờ có đường bay tới Hà Nội, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất Sài Gòn luôn, khá là thuận tiện cho nhiều người. Bây giờ thì mỗi lúc mỗi đông hơn rồi. Ở trong khu vực này Nick thấy là mọi người tập trung về chỗ sảnh đón này đông. Mọi người đứng tràn ra ngoài rất là nhiều luôn nè. Và bà con cô bác làm xong thủ tục ở bên trong đi ra cũng đông đúc hơn khi nãy rất là nhiều. Đây là phi công để coi của hãng nào đây, hình như là Thắt Cà Vạt. Thấy để là của hãng Eva, đúng rồi. Và Nick thấy là đoàn tiếp viên của hãng hàng không Eva nè, trong trang phục khá là quen thuộc, đang đi ra ngoài nè. Phía sau còn hàng loạt các tiếp viên của hãng hàng không Eva. Đây, rất là nhiều nữ tiếp viên hàng không của hãng hàng không Eva nè, đang đi ra. Rồi bà con cô bác xong thủ tục cũng đi ra rất là nhiều nè. Đa số là mọi người đã trên các chuyến bay từ Mỹ hoặc Canada về thôi, đóng thùng. Và nhìn cái tắc hành lý cũng biết là có trên chuyến bay của Eva đi xuống nè. Và trên chuyến bay của hãng hàng không All Nippon Airways, hồi nãy thì tiếp viên của hãng hàng không All Nippon Airways đã đi ra lâu rồi. Và bây giờ là hãng hàng không Eva đã đáp, nên là tiếp viên và phi công đi ra. Bà con cô bác mình làm xong thủ tục cũng mang lý đi ra. Và bây giờ là nhiều người đi đón nè, những anh tài xế đi đón những chuyên gia, những người làm ăn thương mại gì qua nè. Rồi hướng dẫn viên đi đón khách đoàn hoặc là khách về khách sạn ở một số nơi ở Sài Gòn, rồi chuẩn bị cho tour ngày mai đi. Rất là nhiều người đang cầm bảng đón ở khu vực mà Nick đang đứng ở đây. Bây giờ nhìn lên bảng điện tử thì Nick thấy rất là nhiều chuyến bay đã hạ cánh sau đó rồi. 22:27. Đông hơn khi nãy khá là nhiều nè. Khu vực này mọi người đứng nhìn bảng điện tử đông lắm luôn. Và chỗ lối ra của khu vực cửa A1 nè, mọi người ngồi bít ghế hết luôn rồi. Nhiều người ngồi giữa cột chùm hổm ở đây. Rồi có những người đã xong thủ tục ra ngoài, người thân đón được rồi nè. Mấy bữa nay trời nóng không quen đứng ở ngoài này sẽ cảm giác thấy khá là nóng, mặc dù buổi tối trời dịu nhẹ buổi trưa rồi. Nếu buổi trưa ra đường mùa này thì đúng là Sài Gòn nóng rực rỡ luôn, nóng rang luôn mọi người. Mấy bữa mà có mấy cơn mưa xuống thì trời dịu nhẹ thấy rất là dễ chịu, nhưng mà mấy bữa nay Nước thấy là không có mưa nè nên hơi nóng trở lại, đứng mà không quen ra sẽ đổ mồ hôi hột lên. Bây giờ Nước sẽ đứng ở bên khu vực cây cột số 8 lối ra bên này nha, để quay khu vực này cho quý bà con cô bác mình cùng xem nè. Đứng nhìn vào bên trong thì thấy là mọi người có thói quen là nhóm nhón chờ đợi trông chờ, thấy lâu rồi hồi hộp rồi lo lắng cứ đi tới đi lui, rồi cuối cùng đi ra chính giữa đó, đứng ngay chỗ có lối ra của mọi người chờ đón người thân.
Quý cô bác anh chị và các bạn thân mến, gần đây thì Nick cũng lại có nhận được một câu hỏi cũng khá là quen thuộc, đó là có chị đã về lại Việt Nam và đã làm được hộ chiếu Việt Nam rồi, là có nghĩa là hiện giờ đang mang song tịch, có hai quốc tịch luôn, một là passport Mỹ, một là passport Việt Nam. Và tuy nhiên là do mới có lại hộ chiếu Việt Nam cho nên là chưa quen cách sử dụng như thế nào cho hợp lý, thì xin chỉ dẫn cách sử dụng về hai hộ chiếu này. Thì Nick xin thưa là vấn đề này Nick cũng đã từng có trả lời trong nhiều video clip trước đó rồi. Tuy nhiên thì những ai mà chưa nghe thì bây giờ chúng ta cũng cập nhật lại, cũng là xin thưa là dễ dàng thôi. Vấn đề mà mang song tịch, có hai quốc tịch, có hai cái hộ chiếu khác nhau thì chúng ta sử dụng rất là bình thường. Ví dụ là quốc tịch Mỹ đi, chúng ta có passport Mỹ, thì từ Mỹ về Việt Nam thì cô bác anh chị mình mang hai cái hộ chiếu cùng với nhau. Khi làm thủ tục check-in hàng không thì chúng ta bắt buộc phải trình cả hai hộ chiếu này để chứng minh là có đủ điều kiện, có đủ giấy tờ để về Việt Nam, là hộ chiếu Việt Nam chứng minh là chúng ta không cần xin visa Việt Nam nhé. Thì trình hai hộ chiếu check-in xong rồi, chúng ta vào trong làm thủ tục xuất cảnh. Xuất cảnh Mỹ thì trình hộ chiếu Mỹ thôi. Rồi khi về tới Việt Nam dùng hộ chiếu Việt Nam nhập cảnh vào Việt Nam. Rồi đơn giản như thế thôi. Và khi trở về lại Mỹ thì chúng ta khi làm thủ tục check-in tại sân bay Tân Sơn Nhất chẳng hạn thì cũng trình hai hộ chiếu để chứng minh là chúng ta có đủ giấy tờ về Mỹ. Rồi làm thủ tục check-in hàng không xong, vào trong xuất cảnh Việt Nam thì chúng ta trình passport Việt Nam để làm thủ tục xuất cảnh Việt Nam. Về tới Mỹ dùng hộ chiếu Mỹ nhập cảnh vào Mỹ. Thế là xong, rất là đơn giản, không có gì rắc rối khó khăn nha. Dễ dàng thôi. Có hai hộ chiếu thì lúc nào đi thì chúng ta cũng phải mang theo bên mình. Đó, rất là thoải mái, không có vấn đề gì quá là lo lắng. Ai chưa rành thủ tục thì từ từ, đi một hai lần là chúng ta rành rồi thì chúng ta sử dụng rất là quen thuộc, không có khó khăn gì vấn đề mà mang hai cái passport gọi là song tịch. Nhiều người còn là nghe những thông tin là không rõ ràng hoặc là những thông tin gây hoang mang, ví dụ là hai quốc tịch rồi sử dụng hộ chiếu Việt Nam rắc rối này kia, thì thực tế là không phải như vậy. Rất là bình thường thôi, cứ yên tâm là chúng ta mang hộ chiếu đi và sử dụng xuất nhập cảnh ở mỗi nước rất là đơn giản. Chỉ có vấn đề lưu ý là hộ chiếu phải còn hạn trên 6 tháng, kể cả lúc đi cũng như lúc về thì nó sẽ hợp lệ và chúng ta sẽ không bị rắc rối về vấn đề là hết hạn hộ chiếu nhé. Yeah.
Bây giờ là 22 giờ 44 phút và trên bảng điện tử thì Niếc thấy là có thêm một số chuyến bay nữa đã hạ cánh rồi. Càng về khuya càng đông đúc, càng đông vui nè. Nhiều, rất là nhiều luôn, đông người vẫn tiếp tục chờ đợi đón người thân nè. Thì Niếc sẽ tiếp tục đi vòng qua đây tí xíu nữa quay cho mọi người xem một bó hoa tươi thắm mang dặn tặng cho người thân, không biết là người thân như thế nào hay là người yêu nào. Rồi bên trong vẫn tiếp tục đông bà con cô bác đi ra nè. Đợt này thì những chiếc máy bay vừa hạ cánh chắc có lẽ là phải nửa tiếng, một tiếng nữa mới ồ ạt đi ra. Lượng người mà tiếp tục chờ đợi đón ở đây thì cho thấy rằng là tối nay sẽ có rất là đông Việt kiều về chơi, đặc biệt là từ Mỹ, từ Canada nha. Thường là các chuyến bay đêm chỉ có là Mỹ và Canada về thôi. Còn ở châu Âu thường là rải rác các chuyến bay trong ban ngày. Úc cũng vậy, Úc thì thường là buổi chiều đến tối sớm hơn giờ này là đã xong rồi. Bây giờ thì đúng như là dự đoán là càng về khuya càng đông vui nè. Tuy nhiên thì video clip review sân bay Tân Sơn Nhất tối ngày 14 tháng 5 năm 2023 đến đây thì cũng khá dài rồi. Niếc cũng xin tạm dừng video clip tại đây. Cảm ơn quý cô bác anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Nếu mà quý cô bác anh chị và các bạn có thêm những câu hỏi nào, những thắc mắc nào cần hỏi thì có thể comment bình luận phía dưới hoặc đặt câu hỏi riêng cho Niếc qua địa chỉ email niecnguyenkifor@gmail.com. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video clip kỳ sau. Chào tạm biệt tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc một đêm thật ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại nha. Chào tạm biệt. Bye bye.